Em chào các bác nha. Hôm nay em bên shop Hoàng Nhật 87 Láng Hạ, em xin phép quay mẫu máy rửa bát Panasonic. Em này thì hàng Nhật nội địa, điện 100V. Thì con này em đã vệ sinh và test dọn khá là ok rồi. Con này nó là có mã hiệu là Panasonic này, NPTR6. Thì dòng Panasonic này nó có từ TR1 đến TR9, nhưng mà em đánh giá là cái mẫu máy rửa bát TR6 này để em cũng lắp và cho khách sử dụng rửa cũng khá là nhiều rồi. Máy thì chạy êm này, thứ hai là có các chức năng sấy khô, sấy khử trùng, sấy diệt khuẩn, có cả Ecolavi tiết kiệm điện này. Cái con này có thể là rửa được khoảng tầm 2 mâm bát trong một gia đình nhà mình ăn nhé. Thì nó có thể rửa được cái 12-13 bát con này, cộng đĩa và các cái chén nhỏ úp ở trên. Đây, phần ở bên trên thì các bác úp bát con ạ. Bên dưới thì mình có thể úp những cái song nhỏ hay là những cái bát tô to để mình làm canh ạ. Còn đây là đĩa thì mình có thể xếp ở đây. Và đây là đũa. Trên này là xếp các bạn là chén, cốc chén để rửa. Thì trong quá trình sử dụng thì các bác nên tránh, em cũng hướng dẫn qua. Đây là cái vòi phun áp lực để nó rửa. Thì mình xếp làm sao nên cái vòi này đừng có chạm vào, nên trong quá trình rửa nó sẽ không quay đều, nó cũng sẽ không rửa được. Còn đây là cái cốc, cái lưới lọc rác. Lưới lọc rác trong quá trình mình xếp bát vào, nó có cái cơm này hay là các cái phần đồ thừa nó rửa và nó sẽ lọc xuống đấy. Thì xong là mình sẽ nhấc cái phần này ra để mình vệ sinh. Còn đây là cho nước rửa vào đây, các bác có thể dùng nước rửa như em thường em rửa nước nóng, hoặc là em cho dầu rửa bát thường mà em rửa vẫn dầu rửa bát thông thường của mình vào em rửa bình thường. Đây, bên trong nội thất đẹp long lanh này, các cái viền chỉ gioăng này, đây các bác nhìn được viền chỉ gioăng đây. Đấy, rất là xanh và đẹp luôn. Các cái khay này bằng inox nha các bác, inox nên là nó sẽ không bị bám cặn bẩn, sẽ sạch sẽ. Đây, em sẽ giới thiệu qua về bên ngoài này. Đây là cái phím này, là cái chỗ này là cái khóa để mở ra thì chắc các bác biết rồi. Đây, đóng vào. Về kích thước của em này thì bề rộng của nó là khoảng 55 cm, về sâu của 35, và chiều cao để mở lên như này là chiều cao mở lên như này là nó khoảng 65 cm nhé các bác. Đây, chiều cao mở ra này 65 cm. Thì con này thì em sẽ hướng dẫn qua về cái tổ hợp bàn phím của nó. Bàn phím của nó thì cũng cực kỳ là dễ dùng luôn. Bên tay phải mình là có 3 phím chính, là phím tắt này, ở đây phím bật này, tắt này, và start tạm dừng khởi động. Đây là phím màu vàng này. Còn đây là menu chọn chế độ rửa này. Còn đây là menu chọn sấy này. Còn đây là thời gian hẹn giờ rửa. Còn ở đây em sẽ bật lên. Đấy, đây bật lên này. Thì bên tay phải này là thì em vừa hướng dẫn rồi. Đây là phím tắt bật. Thì các bác nói đây là sự start khởi động để chạy. Còn bên trên này thì nó đây là cái chương trình có 4 chương trình. 4 chương trình này các bác có thể sấy không này. Khi các bác rửa tay ở ngoài cũng được, các bác úp vào. Bác sấy không được, hoặc là cái này, cái máy rửa bát này tiện lợi, nó cũng như là một cái tủ bát để bác dùng luôn. Nên là gia đình nào có thể là gia đình nhỏ mà vừa để rửa vừa làm tủ bát luôn được. Vì mình rửa xong mình để luôn đồ trong đấy, nó luôn giữ là mình chế độ khô và thoáng. Còn cái chức năng đầu tiên bên tay phải bên trên cùng này thì nó là chức năng phun khói và khử trùng, phun khói khử trùng, phun nước nóng. Còn đây là rửa này, rửa sạch và sấy. Đây là phun khói khử trùng, rửa này, rửa sạch và sấy. Còn đây là menu của nó này, menu của nó thì các bác có thể chọn menu đây, cứ chọn menu này. Đây nó đang ở chế độ rửa tiêu chuẩn, là rửa tiêu chuẩn này mà mới nhiệt độ là 80 độ C. Thường thường thì em rửa em hay đặt ở chế độ rửa tiêu chuẩn mới 80 độ C này. Sấy là sấy 30 phút. Sấy 30 phút là sấy 30 phút ở chế độ là giữ khô. Đây, sấy 30 phút giữ khô này. Đấy. Sấy 30 phút giữ khô. Đây, có menu của nó đây, em sẽ giới thiệu qua một cái chỗ menu rửa nó này.
Đây, rửa tiêu chuẩn và ở mức nước là 80 độ C. Nước 80 độ C thì rửa nước nóng khá là sạch rồi, các bác cứ yên tâm. Đây. Cái thứ hai này của nó là rửa nhiều dầu mỡ này. Trong cái chương trình này thì có thể là rửa khi đồ đạc của mình có nhiều dầu mỡ mình chọn về đây. Thì rửa đồ nhiều dầu mỡ và rửa ở độ nhiệt độ là 80 độ C. Cái thứ ba của nó là cái này của nó là rửa nhanh này. Rửa nhanh ở 80 độ C này. Cái thứ tư này của nó là chăm sóc thì mình có thể là chăm sóc cốc chén thủy tinh nhất ở đây, chăm sóc ở 80 độ. Còn xong cái chương trình ấy rồi thì mình có thể chuyển sang khi mình ở đây cài đặt, ví dụ như em hay đặt chương trình là rửa tiêu chuẩn này mới ở mức độ là 80 độ C. Đấy, còn xong chương trình cài đặt rồi thì mình có thể là rửa rồi thì mình sẽ sang chọn nhiệt độ sấy ở nhiệt độ là 30 độ C này, rửa xong đến chương trình này. Đây là chương trình sấy ở nhiệt độ 30 độ C, sấy 30 phút mà giữ khô, sấy 30 phút giữ khô, sấy 45 phút giữ khô, sấy 60 phút giữ khô. Thì thường thường em một tuần sấy 30 phút này, sấy 30 phút mà em giữ khô thì là luôn luôn lúc nào trong trong máy của mình cũng nó sẽ khô ráo, khô thoáng. Đấy, hoặc là các bác có thể là sấy không thì các bác cái chọn được chế độ này thì nó sẽ rửa xong á. Rửa xong thì đây. Các bác có thể coi trời đây, các bác rửa này nhá. Sấy 60 phút này, sấy không và sấy luôn luôn khô. Đây, mình sấy là nhiệt độ lúc sấy là 60 phút và sấy không và luôn luôn khô. Đấy. Nhưng mà em thường thường em rửa gia đình nhà em á thì em đặt ở chế độ rửa tiêu chuẩn và sấy 30 phút và giữ khô. Đấy. Các bác nào mà đang có nhu cầu mà mua máy rửa bát dùng trong gia đình ăn từ 5 6 người, nói chung là dùng trong gia đình thì các bác liên hệ với bên em, bên shop Hoàng Nhật 87 Lăng Hạ. Số điện thoại là 0937445330 hoặc là qua xem trực tiếp tại số nhà 68C ngõ 87 Lăng Hạ xem hàng. Mẫu máy rửa bát này thì bên em bán với giá là 6,5 triệu, là đã kèm đầy đủ phụ kiện lắp đặt, ví dụ như là dây cấp và dây xả ra. Em bảo hành máy là 12 tháng, lỗi em đổi máy trong vòng 3 tháng đầu. Các bác nào có nhu cầu thì qua xem trực tiếp hoặc alo cho em qua số điện thoại là 0937445330. Em xin phép kết thúc video này đây. Các bác nào xem video mà thấy hay thì cho em xin một like và một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để em theo dõi em là nhiều cái các video lần sau em hướng dẫn và các sản phẩm mới ạ. Em xin chào tất cả các bác ạ.